Serum căng bóng da của nhà Nacific khi được review không có quảng cáo sẽ như thế nào? Em này sẽ bao gồm 9% AHA, nhiều thành phần chống oxy hóa, phần trăm BHA cực kỳ thấp, cũng giống như là những loại HA gần như là đứng cuối bảng thành phần. Đây là dạng serum cần rửa lại với nước, không có hương liệu và cồn khô, chất sánh lỏng như là những loại serum thông thường. Khi thoa trên da thì mình không có cảm giác là ấm nóng hay là châm chích. Tuy nhiên, những vùng da mỏng như là khóe mũi hay là những cái bạn đang có da nhạy cảm về dùng treatment thì sẽ có cảm giác là sót và ngứa nha. Theo hướng dẫn thì có thể để trên da tầm 1 đến 10 phút. Ở da mặt thì mình có test sản phẩm trên da những khoảng thời gian khác nhau như 1 phút, 5 phút, 10 phút, thậm chí là đến 15 phút. Thì kết quả của sản phẩm rất dịu trên da. Tuy nhiên, hiệu ứng làm mềm da sau khi lấy đi tế bào chết rất mờ nhạt. Ở khuỷu tay thì mình có test sản phẩm liên tục nhưng gần như là không cho ra kết quả. Nhưng chỉ dùng BHA của một brand khác với nồng độ là 2% thì giải quyết rất nhanh. Sau 2 tuần dùng liên tiếp thì mình bắt đầu nhìn thấy là da có hiện tượng nổi mụn. Mình đã ngưng và tiếp tục test lại thì hiện tượng trên vẫn được lặp lại. Cứ như vậy trong vòng 3 đến 4 lần. Nhìn chung thì 9% AHA cho sản phẩm peel không hề quá cao vì có rất là nhiều serum thông thường có chứa nồng độ AHA tương tự. Sản phẩm có giá rất hạt rẻ, tuy nhiên cái hiệu quả chỉ tầm 3/10. Hiệu quả căng bóng sau khi sử dụng hoàn toàn không có với mình. Có thể Lusa đã dùng những sản phẩm khác quá tốt hoặc do sản phẩm không phù hợp nên đây không phải là sản phẩm mình sẽ tiếp tục sử dụng hoặc recommend cho mọi người để mua.